Mình đang đứng trước một chiếc xe gọi nó là xu thế của năm 2021. Trước mặt các bạn là sản phẩm SRM T30 xe bán hàng lưu động, là một trong những thứ mà mình đã giúp rất nhiều khách hàng kiếm được rất nhiều tiền, từ 50 triệu cho đến 150 triệu một tháng. Và đến nay họ đã rất là cảm ơn công ty mình đã cho ra một trong những cái dòng sản phẩm mà nó phải gọi là sắp tới nó sẽ rất là hot. Mời các bạn xem qua một chút về ngoại hình của cái xe này. Hiện tại thì cái chiếc xe SRM T30 này nó là cái phiên bản xe đời 2021 rồi, với cái logo là SRM ở đây. Nó là logo SRM, là phiên bản đời xe 2021 với cabin mới. Nó khác một chút so với cái phiên bản đời 2019. Đấy, các bạn có thể nhìn qua này. Thì xe thì nó chỉ mang tính chất là nó chỉ là một cái phương tiện để vận chuyển chúng ta đi đến nơi, những cái nơi mà chúng ta muốn bán hàng thôi. Còn chủ yếu nó chính là cái đặc sắc nhất, nó chính là cái thùng hàng này. Đấy, mình đã thiết kế sẵn hai cái quầy hàng để cho các bạn bán bất kỳ một cái mặt hàng nào trên thùng xe như này. Nó đã được mở rộng thêm khoảng 1 mét chiều ngang nữa. Thì cái thùng xe này nó dài 2m9 và chiều rộng của nó là 1m680. Khi mở rộng ra như này thì hoàn toàn các bạn có thể chữa, các bạn đã có một cái không gian bán hàng lên tới 3 mét. Đấy, ở phần đằng sau này các bạn nhìn này, ở phần trên này thông thường mình sẽ làm cái quảng cáo để người ta đi ra ngoài đường, người ta sẽ biết là các bạn bán cái gì, các bạn làm những cái gì. Đấy, ở trên này là mục lên này. Thì cái sản phẩm T30 này, nó là cái xe mà nó được cấp phép bán hàng lưu động. Đấy, đằng dưới này nó là nót sàn lá liễu này, sàn chất lượng cao, inox sáng loáng, sạch sẽ. Cái xe này thì nó đạt đủ cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Các bạn nhìn tất cả nó làm inox sáng loáng hết, không có bằng tôn. Đấy, đây thì là tôn lạnh hai lớp, nó rất là bền. Đấy, thì trước đây ấy, khi mà cái xe này bên mình làm ấy, thì là về cái chất lượng đóng thùng này nó không được bằng như bây giờ. Đến bây giờ là thực sự nó là một trong những cái chiếc xe đẹp nhất, bền nhất và chất lượng cao nhất hiện tại đang có trên thị trường. Thì cái xe bán hàng lưu động này ở Việt Nam thì chỉ có 2 đơn vị đóng thôi. Một là công ty cổ phần ô tô Thái Phong bên mình ở miền Bắc, và một đơn vị nữa ở trong miền Nam. Còn về cái chất lượng đóng thùng thì bên mình khẳng định là bên mình là một những đơn vị mà làm chất lượng đóng thùng tốt nhất. Thì ở đây có 2 cái thùng, các bạn nhìn này. Cái thùng ở đây thì nó sẽ có một cái chỗ để khay đá ở đây. Mình đã thiết kế sẵn cho khách hàng rồi, bỏ cái thùng đá xuống đây. Thùng đá 38 lít. Đằng trên này các bạn có thể bày bán những cái, các bạn có thể làm khu vực pha chế ở đây. Đằng này thì nó sẽ chắn lại, không cho chúng ta nhìn thấy. Bên này cũng thế này. Bên này các bạn có thể để bếp ga này, rất nhiều thứ nữa. Hệ thống đèn điện ở đây có rất nhiều ổ cắm này, đèn này. Ở đây trên này chúng ta sẽ có một cái lavabo chậu rửa để các bạn rửa này, rồi là thao tác các cái vấn đề pha chế như rửa ráy ở đây. Ở bên này là hệ thống điện nguồn này. Đấy, ở đây là có công tắc automatic của toàn hệ thống này. Đây là điện. Điện này thì khi mà chúng ta có thể lối dây ở ngoài này này, chúng ta lối vào dây nhà dân để chúng ta sử dụng các cái điện mang tính chất là nó nặng điện hơn, như là bếp từ vân vân. Trong này là hệ thống ắc quy này. Hệ thống sạc ắc quy cũng được tích hợp sẵn, hệ thống nước. Đây là có bình nước cho chúng ta sử dụng rồi. Thì tùy là với khách hàng có thể yêu cầu bình nước bao nhiêu lít. Thông thường thì cái xe này mà mình làm nước khoảng 80 lít thôi. Đấy, các bạn có thể khi các bạn bật cái này lên. Khi các bạn bật này lên thì nước nó sẽ được bơm vào đây. Đó. Trên này là khu vực chứa đồ này. Thì về bản chất đây là một trong những chiếc xe mà nó đầy đủ hết rồi. Đèn led chạy được thẳng xung quanh rồi. Các bạn chỉ có việc là dán logo và các bạn bán hàng thôi. Đấy, thì về cơ bản mình cũng giới thiệu qua như vậy. Thì mình có làm cái video về cái xe này rất nhiều rồi, anh em có thể là xem trên kênh ô tô thiện nhân của mình. Thì cái này chủ yếu là mình sẽ không nói về giá. Cái xe này nó được xuất ra là cái phiếu bán hàng lưu động hoàn toàn hợp pháp. Và mỗi một cái xe thì lại nó lại một có một mức giá khác nhau tùy vào cái điều kiện của khách hàng đăng ký. Đấy, thì đấy là một trong những cái đặc điểm của cái chiếc xe bán hàng lưu động này. Nếu các bạn muốn làm giàu, các bạn muốn kiếm được nhiều tiền, có thể liên hệ với mình 0987733322. Mình sẽ setup lên xe cho các bạn một cái xe như thế này để các bạn bán ở bất kỳ mặt hàng nào các bạn thích, từ đồ ăn vặt, nước thức ăn, thức uống, cắt tóc, bia, vân vân và vân vân, rất nhiều thứ đều có thể sử dụng được cái loại bán hàng lưu động này để sử dụng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.